Xin chào anh em nhé. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật bác. Cửa hàng mình lên loạt máy cắt cỏ Mazuyama, giảm giá, siêu giảm giá để mừng sinh nhật bác nhé. Để tạo điều kiện cho bà con có điều kiện, có cơ hội để được mua những cái máy nó có được cái giá ưu đãi hơn một chút. Hôm nay thì mình làm video này, mình sẽ quay đại diện ba con trong cái loạt máy Mazu mình xả hàng ngày hôm nay. Riêng số lượng thì là rất là nhiều các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được là những cái bó cần của nó đây. Bó cần của nó đây, bó cần của nó kia. Cái nô mình xả hàng này thì có khoảng 30 con Mazu các bạn nhé. Đây. Toàn Mazu hết nhá. Đây. Đây này. Toàn Mazu hết. Đấy, được đánh số từ 1 cho đến 30. Đây, số của nó đây các bạn nhé. Từ số 1 cho đến số 30. Mình sẽ vừa rồi là mình lắp tạm ba con này thôi. Các con khác thì nó cũng tương tự như này các bạn nhé. Nó chỉ khác nhau màu sắc thôi. Nô này thì là toàn 26cc. Có con có trợ lực, có con không có trợ lực. Có con đa số là tay ga bóp hết nhé. 30 con nhưng mà phải đến là 25 con tay ga bóp, còn 5 con còn lại là tay ga giữ. Lô này là lô VIP. Và lô VIP và lại giảm giá. Bình thường mình bán với giá là 2,2 triệu, nhưng hôm nay mừng sinh nhật bác thì là mình bán với giá là 2 triệu, giảm hẳn 200 nghìn cho khách hàng. Đồ tặng kèm theo máy thì vẫn giữ nguyên các bạn nhé. Đồ tặng kèm theo máy vẫn giữ nguyên, đó là dao phát. Dao phát và dây đeo, chắn cỏ, tiếp bảo buji, buji dự phòng, kính bảo hộ. Đó. Tất cả những cái đồ đó là vẫn giữ nguyên, khuyến mại vẫn giữ nguyên. Và giảm giá vào sản phẩm là 200 nghìn. 2 triệu các bạn nhé. Siêu giảm giá, mừng sinh nhật bác luôn. Dòng này thì là mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa, bởi vì mình đã có nhiều video mình giới thiệu trước rồi. Mazuyama 26cc, nòng 34 ly và zin nguyên bản các bạn nhé. Tất cả đều zin nguyên bản hết. Máy móc bao zin nguyên bản, chưa qua sửa chữa tháo máy. Và chế thì dùng chế One Pro, zin nguyên bản. Siêu tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đây, các bạn có thể thấy chế của nó đây. Chế One Pro, zin nguyên bản của nó các bạn nhé. Bình xăng rất là đẹp và có ống thông hơi riêng. Các bạn có thể nhìn thấy cái nóc máy của nó sáng không? Đó. Tất cả các cái nóc máy của Mazu này đều có chữ Made in Japan các bạn nhé. Made in Japan kia. Sản xuất tại Nhật các bạn nhé. Hàng này là 100% là sản xuất tại Nhật. Tay ga bóp đây các bạn này. Đây là chỉ mức gạt ga to nhỏ. Các bạn tay ga bóp đây. Bóp cực sướng luôn các bạn ạ. Con này là BC26CFL các bạn nhé. Cần nào nó đi với máy đấy, nó zin nguyên bản của nó. Các bạn có thể thấy được nó đẹp không? Màu vàng rất là đẹp. Con này màu đỏ lâu. Đấy. Con kia thì cũng màu đỏ lâu nhưng mà nó hơi khác một chút. Hai cái màu này nó lơ lớ gần giống nhau một chút. Tay ga bóp. Công tắc ở đây các bạn nhé. Công tắc ở đây. Con này cũng tương tự các bạn nhé. Chế One Pro. Chế One Pro zin nguyên bản luôn. Đấy, trên nóc máy có chữ Made in Japan các bạn nhé. Con này là mã là 26LX, KC26LX. Con này là KG2006. Con này là bộ giật lớn, zin nguyên bản này. Trên nóc máy của con này thì không dập chữ Made in Japan, nhưng mà nó có chữ dập chữ là 2006.
không phải. À có dập chữ Made in Japan kia các bạn nhá. Đấy, chữ Made in Japan kia. Vị trí dập của nó hơi khác với này hai con kia. Chế quan bro các bạn nhé. Chế quan bro. Mazuyama. Này các bạn có thể thấy bình xăng nó đẹp không? Chế zin của quan bro. Máy bóng loáng luôn. Cực đẹp. Con này thì là công tác là nó tích hợp ở trên tay cầm này các bạn nhé. Tay ga đây. Tay ga đây. Con này tay ga của nó hơi hiện đại một chút. Đấy. Khá là đẹp. Dây ga và dây điện thì mình quên chưa đấu. Đây. Đấu dây ga vào đây các bạn nhé. Dây điện thì đấu ở đây. Nó có khớp nối này rất là dễ dàng. Đấy. Con này thì là tay công tắc nó để trên tay cầm cho nên là nó có dây điện kia. Còn hai con này thì là công tắc nó ở trên thân máy này cho nên là dây điện của nó sẽ ở nằm ở bên trong đây thôi, nó không thò dây điện ra ngoài này. Các bạn có thể thấy được cái độ đẹp của nó. Rất là đẹp. Siêu giảm giá các bạn nhé, giảm giá 200.000. Chỉ còn 2 triệu thôi. Đồ tặng kèm thì vẫn giữ nguyên nhé. Khá là đẹp. Rồi sau đây mình sẽ test tiếng nổ của máy cho các bạn tham khảo nào. Dây ga ở đây các bạn nhé. Đấy. Các bạn có thể thấy được không? Đấy, 26cc mà nó mạnh như thế nào. Rồi, mình sang test cái con này cho các bạn xem nhé. Rất là mạnh. Rồi, sau đây mình sẽ test tiếng nổ của chiếc thứ ba này cho các bạn xem. Rồi, ok. Quá là đẹp rồi, quá là khỏe, quá là mạnh rồi. Quá là mạnh luôn này. Này. Mình để gần đây cho các bạn ngắm. So sánh vẻ đẹp của ba con với nhau. Đấy. Nói chung là toàn chị em nhà Thúy Kiều Thúy Vân hết nhá. Đấy. Toàn Thúy Kiều Thúy Vân hết. Nô xả hàng giảm giá mừng sinh nhật bác. Quá là chất luôn. Chắn cỏ zin rất là đẹp. À, mình chưa giới thiệu các bạn đầu bò. Sau đây mình sẽ quay các bạn xem đầu bò nhé. À, đầu bò và chén nó zin không? Đấy, này. Đấy, đầu bò chén zin cực đã luôn. Đẹp nhé các bạn nhé. Cần của con nào đi với lại con đấy này. Đấy. Cần của con nào đi với cần con đấy nhá, không có sự đảo lộn gì đâu. Rất là mới, rất là đẹp. Rồi sau đây là mình sẽ lấy những cái sản phẩm tặng kèm để cho các bạn xem nhá. Đây. Sản phẩm tặng kèm thì sẽ gồm đấy. Một cái lưỡi hợp kim này các bạn nhá. Một cái lưỡi hợp kim này. Một cái tít mở buji này các bạn nhé. Này.
một cái ổ cước. Một cái ổ cước nhá. Một cái kính bảo hộ này. Kính bảo hộ nhá. Một cái buji dự phòng nữa. Đây. Buji thì mình rất nhiều. À. Buji mình có hàng nghìn cái luôn. Buji dự phòng này. Và một cái dây đeo bãi các bạn nhá. Các bạn có thể thấy dây đeo bãi của mình ở đây lúc nào cũng là mấy bao luôn. Toàn dây đeo xịn luôn này các bạn này. Dây đeo nó là không giới hạn luôn. Chắn cỏ cũng toàn chắn cỏ Nhật thôi nhé. Rồi, đồ tặng kèm bên này các bạn nhé. Khá là chất rồi, 2 triệu đồng. Một chiếc máy Nhật zin nguyên bản mới keng sơ beng, được tặng kèm nhiều sản phẩm. Ok, bạn nào mua hàng thì xin liên hệ với lại cửa hàng của mình qua số điện thoại, qua số Zalo 0983804084 nhá. Mình ship hàng toàn quốc. Các bạn đặt hàng thì vui lòng đặt cọc 200.000, số còn lại thanh toán khi nhận hàng. Rồi ok, thông tin về giá của sản phẩm và số điện thoại mình sẽ ghi ở phần mô tả video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.